Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em up story, em bảo là nhớ Ricky OT. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em up story. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em up story. Em... Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em up story. Em bảo là nhớ Ricky OT đấy. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em up story. Em bảo là nhớ Ricky OT đấy. Nhà hàng. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em up story. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em up story. Em bảo là nhớ Ricky OT đấy. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em up story. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em up story. Em bảo là nhớ Ricky OT đấy. Nhà hàng. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em up story. Em bảo là nhớ Ricky OT đấy. Nhà hàng. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em up story. Em bảo là nhớ Ricky OT đấy. Nhà hàng chưa kịp đem ra món khai vị thì tin nhắn điện thoại kêu anh về nhà đi. Khi tiệc chưa kịp tàn. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em up story. Em bảo là nhớ Ricky OT đấy. Nhà hàng. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em up story. Em bảo là nhớ Ricky OT đấy. Nhà hàng. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì.